Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với Việt Mỹ Vlog dưới đây Việt Nam của mình. Hôm nay mình sẽ chạy thử chiếc xe này. Chiếc xe lần trước mình mua á. Bây giờ mình sẽ đợi mấy xe ha. Rồi. Giờ mình đạp xe này. Con đang chạy thử xe đó quý vị, chiếc xe đây 1978 à quý vị, chiếc xe sơ quý vị, chạy động cơ xăng quay và bạn nhớt không quý vị. Xe đây mà tại Mỹ thì quý vị mua mà dưới 50 sơ sơ thì không có cần có bằng lái quý vị. Chỉ chạy ở trong khu phố của mình thôi thì chạy trong thành phố thôi thì nó không còn có bằng lái thôi quý vị. Chiếc này mình rất là thích là tại vì nó xe nó cũng lâu năm lắm rồi, 1978. Mua gì được cũng đèn nó cũ lắm, không thấy rõ đâu, đèn nó mờ thì mình đổ đổ cái đèn rất là mờ sáng, đèn LED. Vậy đó thì mình chở theo, mình lấy xe ô tô mình chở theo. Chở theo đi rồi chạy vui đó. Chở con của mình đi cho nó biết, mấy con nó biết đi xe máy của Việt Nam như thế nào. Tại vì đứa nhỏ nó lớn lên ở Mỹ nó cũng không có biết được xe máy. Bây giờ ba mẹ con chở nhau trên một chiếc xe 49 sơ sơ quý vị. Hai đứa con mình và bà xã mình. Tập cho mấy đứa nhỏ nó đi xe máy đồ cho nó quen quý vị. Chở bên đây thì ít đi xe máy lắm. Mình thì hồi xưa mình ở Việt Nam thì mình cũng đi xe máy rất là nhiều. Đi xe máy mà từ miền Trung Sài Gòn 500-600 cây số mình đi xe máy không kìa. Qua Mỹ rồi là ít đi xe máy. Hồi thời trước kia mà mình còn ở Việt Nam là mình đi xe máy dữ lắm, đi Đà Lạt, Nha Trang, Phú Yên đồ còn đi xe máy không quý vị. Còn cả đi Sài Gòn cũng đi xe máy không.
qua đây là đa số là đi ô tô không à, cho nên lâu lâu đi xe máy lại cũng đi. Của nó thưa quý vị, đi lại thì cũng nhớ quê nhà mình, nhớ Việt Nam á, tại Việt Nam mình lớn lên từ nhỏ thì cũng có nhiều kỷ niệm. Bây giờ con cái nó lớn lên ở đây thì mình cũng cho nó biết về Việt Nam mình, biết ở Việt Nam mình học xưa ba có cái xe máy vậy đâu, cái xe máy. Bà dẫn con về Việt Nam, bà có xe Honda bên Việt Nam mà chở con đi nha. Con thích không? Thích không? Nửa mẹ. Nhưng mà đi vô thì được chứ đi ra. Gió quá. Đi vô hả? À, đi vô gió. Gió nó. Con thích đi nữa hả? Bà con thấy bà đổ chiếc xe ở sau có cái dựa ghế cho con, thích không? Con dựa ra cho bà coi, dựa lên sau lưng. Không? Khỏi tí không? À. Đi xuống đi, gió. Gia đình mình thử chạy cái xe bữa mà gia đình mình mua á, trời không khí cũng rất là lạnh, trời nắng nhưng mà không còn lạnh lắm. Video của mình xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của mình.
Nếu mà mọi người á, các ai mà vào xem video của mình á, xin vui lòng đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, bye bye. Và hẹn gặp lại mọi người.